Rồi, kính chào các bác. Thì nay em có một cái món hàng của một bác ở trong nhóm mình thôi. Nhờ em mua hộ cái con LG V60. Thì cái con này em mua ở chỗ cửa hàng Wokphone này này. Đấy, thì Wokphone này thì cũng khá là lâu năm rồi. Bán LG thì cũng lâu rồi, em cũng biết lâu lắm rồi. Tuy nhiên thì không phải là em nói thế để mà PR cho cái shop này. Tại vì thấy nhiều ông ở trên nhóm mình ấy cứ thấy em trên tay một cái món hàng nào đó của một cái shop nào đó ấy, thì lại nghĩ là em là PR cho cửa hàng đấy hoặc là có đường dây với cửa hàng đấy, thì hoàn toàn là không phải nhé. Em chỉ có mua hộ thôi, thì có một chút gọi là nếu như bác nào nhờ mua hộ thì bác ấy có thể là tặng em một chút tiền cà phê thôi, chứ không phải là đường dây ghê gớm như các ông ấy nói. Nếu mà cứ đường dây thế này thì có mà sợ luôn, không dám mua cho ai cả. Và cũng không phải là cứ cứ cái shop đấy là hàng nó lúc nào nó cũng sẽ ngon hoặc là lởm như cái máy em đang trên tay đây chẳng hạn. Có nghĩa là nó tùy ấy, tùy không biết phải nói thế nào nhỉ, nó tùy tùy thời điểm ấy. Đương nhiên thì những cái shop mà gửi máy về cho em test ấy, thì chắc chắn họ sẽ, em nghĩ thôi, chắc chắn họ sẽ không 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 gửi cái máy xấu hoặc máy lởm về cho em test đâu. Tại vì thường thường là em test là em sẽ khui hộp ra, mà khui hộp rồi còn bảo hành các thứ. Nếu mà em mua hộ ấy, hoặc là qua em trung gian thì bao giờ em cũng 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 có tiếng nói ở trong đấy, cho nên là cũng không có mấy ông shop mà dạy gì mà gửi hàng lởm về cho em đâu. Nhưng mà vấn đề là bắt đầu cẩn thận thì vẫn nên nên quay em, tại vì nó vẫn ngon hơn, em nghĩ là thế. Thì đây đây là một cái củ sạc đây này. Củ sạc là 25W nhé, màu trắng. Thì nếu mà các bác mua lẻ củ sạc này nó giá tầm khoảng 300.000 đấy. Đây, có giá hẳn ở đây rồi. Thì cái củ này đương nhiên là củ ngon rồi. Đây, các bác nhìn có thể nhìn thấy thông số của nó đây. Đấy. Phông chữ các thứ nó rất là sắc nét bình thường. Thì cái này nó có cái dòng là dòng lớn nhất ấy, đó là 9V là 2,77 A. Thì các bác nhân lên nó sẽ được khoảng tầm 25W. Cái tầm đấy em cũng không giỏi toán mấy đâu, bác cứ nhân đi. Thì củ này nó rất là nặng nha, đầm đầm tay nặng, và đầu ra là cổng si. Còn cái đây, dây sạc này, dây sạc này các bác nhìn thấy đâu, cũng rất là ngon, giá 100.000. Cầm dây này nó cũng khá là nặng các bạn. Đây, khá là nặng, và các cách đóng gói ấy, cái cách đóng gói nó cũng gần như là của cái hãng trái cây nào đó. Đây, ô, hay quá. Cái này nó có cả cái dính này vào đây, hay. Nói chung là dây này em thấy là dây ngon đấy. Bóc ra luôn các bạn để thử luôn mà. Cũng không cần phải giữ gì làm gì, bóc ra luôn đây, còn nó còn keo dính này, các bác bóc ra một lần là hỏng luôn, không thể dán lại được. Đó, có nghĩa là cái cáp sạc này là chưa dùng lần nào. Thì cái cáp sạc này nó là tròn thôi, nhưng mà em thấy nó khá là nặng tay, đầm tay. Và hai cái đầu sạc này nó cũng nhìn nó rất là chất, rất là ngon, có cái logo Wokphone họ dán ở đây. Rồi. Thì cái phụ kiện này em thấy là ngon rồi. Em sẽ để đây đã. Rồi, đây là cái gì? À, đây là một cái que chọc sim, thì nó chỉ là cái hạng phụ kiện tặng kèm thôi. Rồi, có phải là tại vì khi mà test máy hộ ấy thì thường thường em sẽ phải quay lại clip các bạn, thì không quay clip thì nếu không may có vấn đề gì thì nó khó nói lắm. À, các bác ấy đã bảo là mình có thể là mình làm hỏng của các bác ấy thì sao. Bị mấy mấy lần rồi, mình sợ rồi. Đó. Ồ, đây. Thế rồi thì bác ấy có tặng một cái miếng dán này, thấy nó chỉ là miếng dán mềm thôi, không phải là miếng dán cường lực, nhưng mà không biết là có dán nó có ngon không. Đây, à thì như em đo vào đây này thì nó sẽ hụt vào trong một chút, thì nó sẽ, em nghĩ là nó sẽ không bị hở đâu. Mà thôi kệ, bác nào thích dán thì dán, bác mua bác thích dán thì dán chứ em không dán luôn. Và đây có tặng kèm một cái ốp bằng silicone thôi,
Thì đây là cái ốp nó có giá trị là tầm 50.000. Thì cái ốp này nó là dạng ốp lởm thôi, một thời gian nó sẽ bị ố vàng thôi. Cái này thì gọi là hàng kèm theo máy đi. Ok, nói chung là không cần phải test cái ốp này. Rồi ok các bác, thì đây là cái máy. Tranh thủ bật nguồn lên. Rồi, rung rồi. Thì tranh thủ sẽ cho các bác thấy được cái ngoại hình của nó. Thì đây là cái logo của Wokphone. Người ta dán ở đây. Không không chườm lên cái màn hình nhé. Thì cái bản này bản AT&T, thì trước khi mua đã dặn bác rồi. Thì đây cái nguyên chỗ cổng sạc này này, bác ấy còn dán một cái lớp ni lông ấy. Thế thì có nghĩa là cái cổng sạc này gần như là chưa sức tí nào luôn. Đấy, cái lỗ 3.5 này cũng thế thôi, chưa sức tí nào. Và đây là cái cổng loa thoại, loa ngoài cũng chưa sức tí nào. Đây là cạnh phải thì cái chỗ phím nguồn này cũng chưa sức tí nào. Chỗ này thì có hơi hơi sâm chấm một chút này, không biết mà các bạn nhìn rõ không chỗ này này. Nhưng mà nó đấy, bản AT&T này đấy. Thì chỗ này này nó hơi hơi gọi là sức sơn một chút xíu thôi, có thể các bác nhìn cũng không thấy đâu, qua camera có thể không thấy đâu, hơi chút xíu thôi, coi như là không có luôn đấy. Rồi cạnh trên này cũng không xước cái gì. Đây có góc 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 chỗ này, có góc chỗ này đây, các bác có nhìn thấy không? Đó đây, như này có thể nhìn thấy này. Nói chung là nó cũng xước bé lắm, nói chung là nó chỉ sợt sợt thế thôi, không tính luôn đấy. Đây chỗ này có xước một chút xước một tí nữa, không biết các bác nhìn thấy không, là vì nó bé quá mà. Đấy, bé quá. Đấy, cạnh trái thì đấy có chỗ này này, chỗ này cũng xước một chút chấm chấm, gọi là cái chấm ấy. Đây chấm một tí nữa này, và chỗ này nó có một cái chấm sợt sơn tí này. Đấy, đây gọi là cái chấm thôi nhé, không phải là cấn mót nhé, nó chỉ chấm chấm tí thôi. Thì em đánh giá là máy như thế này đẹp rồi. Em cũng có một con máy mà, em cũng đã có một con máy V60 y chang như thế này. Đó. Và đương nhiên là cái con V60 em dùng lâu rồi thì những cái lỗi nào trên nó thì em sẽ biết. Ví dụ như cái lỗi trên con máy V60 của em, cái nắp lưng nó bị đốm đốm ấy, đốm đốm mà lau cũng không sạch ấy. Thì em thử con này xem có không. Nó sạch cái Wokphone xem có. Đấy thì con này hoàn toàn không có nhé. Con này thì đứng như là mặt lưng thì nó cũng hơi hơi sức sức răm răm, nhưng mà nó không có bị đốm đốm như như là của em. Đấy, thì con này mặt lưng đẹp hơn rất nhiều. Đó rồi ok, con này mặt lưng quá đẹp rồi. Và đây là cái cụm camera. Đây cụm camera các bác nhìn đó. Thì cái cụm camera này em thấy là cũng chưa xước tí nào. Đó, có nhìn thấy nhìn xéo nhìn kia không thấy xước tí nào. Nhìn nghiêng xem nào. Đấy và nhìn nghiêng cũng thế thôi, cũng không thấy có xước gì cả, và cái camera nó cũng không bị lệch ấy. Em thấy là nó không bị lệch các bạn, camera không bị lệch. Nói luôn về cái việc camera bị lệch thì đúng là nhiều bác mà mua cái máy về thấy camera bị lệch ấy, thì các bác nghĩ là cái máy đấy có thể bị thay lắp lưng rồi, hoặc là có vấn đề gì đấy, thay thế linh kiện gì đấy. Tuy nhiên thì em cũng có làm một cái clip nói về cái việc lệch camera rồi. Nhiều máy thật sự là nhiều máy mà mới xuất xưởng nó cũng có lệch một chút đấy, không phải là tất cả nhưng mà cũng có đấy. Cho nên các bác cũng không cần thiết phải soi cái đấy quá. Lệch camera nếu các không thích thì trả thôi, chứ bảo cứ lệch là hàng thay thế linh kiện thì nhiều khi không phải đâu, không phải là bên cái shop, nhưng mà em thấy là thực tế nó như thế. Rồi sẽ soi cái mặt trước xem là có xước gì không. Đây là một khăn lau rất là chuyên dụng, nó lau rất là tốt. Thì để xem nó có bị xước không. Đây thì các bác, thì như em soi chờ tí các bác. Nó hơi bị ấy các bác, nó hơi bị đây, chung là cái màn hình này em thấy mới lắm, không 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 có vấn đề gì, vì xước máy nó cũng chỉ xước răm răm nhẹ, nói chung là rất là soi kỹ mới thấy luôn ấy. Đó. Và thấy mới kỹ luôn ấy. Rồi ok, nói chung là soi qua thì không thấy gì. Rồi, xem có ám ố gì không.
cái lệnh của cái con này là bao nhiêu quân sử rồi. Các bác chờ chút. Em xem lại cái lệnh của nó xem nào. 18 thì lệnh là gì nhỉ? Để test xem là nó có thứ nhất là chỉ có xem vào màn hình nó có bị ám gì không, ám gì không và còn áp suất gì không. Thực sự là cái chuyện còn áp suất thì cũng cũng không quá quan trọng, nhưng mà cũng có hàng thì cứ test thôi xem là có phải là mã này không. 5 5 6 8 9 tăng sao 600. À không phải mã này các bạn. Thế thì mã nào? Mã này xem nào. Tăng sao 462633 sao tăng 600. Ô cũng không phải mã này. Mã khác xem nào. Sao tăng 546368 tăng sao 600. Ờ vẫn là cái mã giống mã của máy Hàn các bạn. Vẫn hiện bản AT&T giống giống mã của máy Hàn. Thì đây sẽ test cho các bác cái LCD này. Đấy. Thì lẽ ra cái test này là các bác phải tắt hết điện đi. Các bác tắt điện đi và để trong bóng tối các bác nhìn. À đấy là các bác nếu mà không quen ấy, thì các bác nên nên làm như thế. Còn em thì em cũng nhiều khi không cần thiết, em soi được. Đó, thì máy khá là mới. Mà nó chưa bị vấn đề gì các bạn. Các bác cứ xoay nhiều hướng nhé, các bác xoay nhiều hướng xem là nó có vấn đề vì không đều màu không ấy, kiểu kiểu đấy. Đặc biệt là ở mấy cái màu xám xám này, ở cái màu xám xám này thì nó hay, nếu mà có lưu ảnh ấy, thì các bác nhìn kỹ ở chỗ cái phần ngày giờ đây này, đấy, và cái phần dưới thanh điều hướng này này, nó hay bị ám ở chỗ đấy. À, thì thử em soi nó cũng không không thể ám rồi, nói chung màn hình ok. Cái là xem phần mid info này nó như thế nào. Ồ, hay quá, cái mid info này nó 11 luôn rồi các bác nhìn thấy không, cái bảng này 11 luôn này đấy, mid info 11. Thì tí nữa sẽ phải cài cái phần mềm kia xem là cái đó là lờ mấy ấy. Thôi được rồi, cái đấy thì phải cài sau xem là cái áp suất còn không. Để thể test luôn cái cảm biến tiếp cận này. Đây, ok. Cảm biến tiếp cận ok này. Cái đây, cái bên trên là cảm biến tiếp cận nhá, bên dưới là cảm biến ánh sáng. Thì nhiều máy làm thấy là chết hay bị chết cái cảm biến ánh sáng ấy, đấy, kiểu thế. Hoặc là chết cảm biến tiếp cận, ánh sáng còn. Đấy, thì các bác phải test cả hai nhá. Đấy, nó xem cả hai nó có phải thay đổi màu như này mới được nhá. Rồi. Ok, thế nó còn rồi. Đấy, và sẽ test cái phần cảm ứng này. Cảm ứng này rất là quan trọng. Thế các bác trả thị xem nó có bị chết điểm nào không. Rồi. Như này là không chết điểm nào cả. Ok. Rồi, quan trọng nữa cái áp suất. Đấy. Thì đây các bác thấy này, nó đang là 1004.51. Đấy thì các bác bóp nhé, dùng hai cái ngón giữa và ngón cái này các bác bóp xem nó nhảy bao nhiêu. Đấy, 51 thì nó nhảy lên được khoảng năm mấy ấy. Đây nè. Đây, 1004.52 chẳng hạn nhá. Lúc nãy em thấy là nó 1005 chấm mấy ấy, các bác nhìn kỹ nhé. Đấy, 52, 53. Thì là em thấy là nó nhảy được khoảng là hơn 0.5 rồi. Như thế là ổn. À, và các bác chú ý nhé, bóp ấy thì là bóp như này và để trên không trung mà bóp nhé, chứ đừng đặt xuống bàn nhé, không đặt xuống bàn. Và cái thông số này này nó nhảy thì là nó sẽ về lại luôn, nó sẽ về lại thông số cũ luôn. Cho nên các bác, nhiều bác cứ nghĩ là bóp rồi thông số nó nhảy lên rồi nó cứ giữ im ở đấy, nó không phải nhé, nó sẽ nhảy về thôi. Đấy, ok, em bóp cũng bình thường, lực bình thường thôi mà nó đã nhảy được rồi thì chứng tỏ con này còn áp còn bình thường, còn ngon rồi. Ok, áp suất thế là được. Giờ sẽ thử test cái sim nữa thôi. Vì dù sao thì cái sim sóng nó vẫn là cái quan trọng mà. Các bác chờ chút nhé.
Điều chỉnh phải test cái sim các bạn, tại vì nó mà không nghe gọi được thì là chịu. Thực ra là cái việc test cái con V60 này em cũng đã test nhiều lần rồi, có mấy clip rồi, cho nên các bác nếu mà cần test sâu hơn ấy, thì có thể xem lại những clip khác, nhưng mà đến thời điểm bây giờ cũng chỉ cần test đa số là ngoại hình và xem sim sóng thôi. Đây các bác thấy này, nó có nhận 4G LTE rồi này, đấy lại là bình thường. Và các bác thấy cái đèn nháy nháy ở đây đúng không? Đèn nháy nháy chỗ này là cái cảm biến tiệm cận và cảm biến ánh sáng nó ở chỗ này này. Và các bác soi bằng camera điện thoại thì mới thấy nhá. Đấy. Tắt màn này. Cái này là máy của em. Thì hàng cũng vừa nhận thôi. Tranh thủ quay cho các bác. Máy em thì nó sước hết rồi, sước hơn rồi. Đấy, có thể cho các bác biết được là hai cái màn là như thế nào. Đó, đó. Nó nhận sim như này rồi thì chắc là việc nghe gọi cũng ok thôi, thử nghe gọi thôi. Hello các bạn. À này, đang gọi mà nó không chuyển về cái 2G 3G nhỉ? Chưa hiểu. Lâu rồi cũng có dùng cái AT&T rồi nhưng không biết được. Rồi rồi gọi lại thôi. Cái chỗ trong phòng em đây cái sóng của Viettel nó yếu á. Yếu kinh khủng luôn. Nhiều khi nó có một hai vạch, nhiều khi không có vạch nào luôn. Ừ, không gọi được. Có nhỉ, không gọi được à? Đấy, nó cứ quay xong nó bị sao ấy. Thử xem nào, 5, 4, 5, 7, thằng sao sao. Ồ, cái này là không được. Nó cứ ở 4G này, đấy đấy nhỉ? 6, thằng 6, thằng 4, 6, 3, 6, thằng 6, thằng 6. Đấy. Cái này để tự động này. Đấy, để tự động này. Được rồi, xem thế nào. Đấy, và để tự động. Đấy, để tự động. Tôi bây giờ là như là bác ấy để cái chế độ chỉ có 4G và 5G thôi. Đấy, còn bây giờ thì được này. Bấm phím 2 Rồi, để tiếp thay đổi cận này. ngôn ngữ. Phím Tiếp cận 3 này, đấy các bác thấy không? để báo mất máy. Bấm phím Rồi, 4. ok. Thì cái bàn phím mình cũng thấy hơi lạ lạ các bạn, không có tiếng Việt à? Xem nào, có tiếng Việt chưa nhỉ? Hiện tại bây giờ là không có tiếng Việt, em thử xem là trong cái đặt nó có không. Ở đây phải add ở đây này đó, nhiều khi các bác không add ở đây là nó không có. Đó, ok, lại tìm mãi tưởng là không có tiếng Việt rồi. Thì cái bản AT&T này để xem là nó đang chạy cái phiên bản Android nào. Đây, vẫn đang chạy 11 các bạn. Thì như vừa rồi là AT nó cũng lên 12 rồi sao ấy. Nhưng mà à không, vừa rồi mới là vừa dừng lên chứ. Không rõ nữa. Để xem là cái vân tay như này là còn này, bác nhìn thấy không? Vân tay này là còn nha. Thì đa số là cái máy kiểu như này về các bác chỉ đa số chỉ phải test pin thôi, tại vì test pin một thời gian dài 1 2 ngày hoặc là 4 5 ngày mới biết được, chứ còn
mới cầm máy lên như này mà test pin bảo là ok không ok thì không ông nào biết được đâu, không ai dám nói đâu, tại vì nó phải quá quá trình nó dùng lâu lâu chút thì mới biết được. Ôi đây, các bạn thấy không, bản Mỹ thì cũng đầy cái áp rác. À đây có DRM Info rồi, các bác test luôn. Thì đây bác ấy tải luôn cho mình rồi. Thì đây là cái lever này, à cái win wire này, cái chức chỉ đó đang là L1 đấy. Ok, thì em đã dặn rất là kỹ là L1 mà. Rồi đấy, nói chung là con máy này thì thứ nhất là ngoại hình ok, màn hình ok, lưng cũng ok, kính lưng cũng ok hết. Chỉ có mỗi cái là cái pin thì chưa biết thế nào thôi, tại vì em chưa chưa test được camera xem thế nào nữa. Đây là cái camera trước này. Ok, rồi camera. Đây là cái góc thường này, góc gần này và góc xa. Rồi, ok. Chụp quay như thế nào? Có flash bình thường. Ok. À, thử quay phim xem nó thế nào. Đó, thì chơi 8K cho nó hoành tráng. Bật flash luôn. Đó. Bây giờ pin nó đang bao nhiêu? 5 năm các bạn. Đấy, thì các bạn thấy đèn flash bình thường. Và sẽ test cho các bác được nữa là cái cục sạc này nó có liệu nó có ngon không. Đó, cắm cục sạc vào đây. Ok, cắm rồi các bạn. Thôi cái test pin này thì em bỏ qua, tại vì test trong vòng 1-2 phút nó không giải quyết được vấn đề nhiều các bạn, nó hơi bị không đúng cho lắm. Đó, thế đây các bác có thể thấy là có sạc nhanh bình thường, và xem nó báo trong bao lâu nhỉ, còn nửa pin nữa. Ồ, này nó không báo gì cả, tại vì mình phải cài đặt một cái khóa màn hình nào đó. Khóa màn hình gạt nào. Ok. Gạt mà không không ra. Gạt mới khóa kiểu mẫu đi, chữ này thì cho nhanh. Ok, cái gì đấy, đang hình như ông đang cài cái chế độ gì mà mở cái này lên luôn này, quá nhỉ. Hình như đang sẽ mở cái smart lock hay sao ấy. À tắt rồi mà. Ồ sao nó lại cứ, mình đã để kiểu mẫu này rồi mà sao vẫn mở được nhỉ? Tại thật đấy. Rồi. Ấy, ấn phát mở luôn. Ô là như nào? Ồ, cái lúc này giờ mới gặp các bạn, nói chung là mình đã cài cái biểu mẫu rồi, sẽ cài vân tay xem nào. Quái thật, chả có nhẽ. Thôi, clip nó rất là dài rồi, nhưng mà thôi kệ, nó cứ cài nữa xem thế nào. Lần đầu tiên em mới gặp cái trường hợp này, như nó nằm trong cái đặt gì đấy, không biết có phải là gì không, nhưng mà nó có thể làm trong một cái đặt gì đấy. Ok, vân tay ok nhé. Bây giờ là cài vân tay này. Ok. Ok. Thử xem một số vân tay này nào. Đấy, là như nào. Đương nhiên là vân tay thì mở rồi. Đương nhiên vân tay thì mở rồi, nhưng mà tại sao giờ chạm màn hình nó cũng mở luôn. Thôi rồi, cái lỗi này em sẽ phải mò sau, vì trong cái clip này là sẽ rất là dài. Để tí nữa em sẽ mò sau. Rồi nếu mà
không được thì em mới làm cái khác. Em nghĩ là nó ở trong cài đặt thôi. Rồi ok, thì như con máy này em thấy là ok đấy. Cũng nói lại với các bác là không phải là vì lấy con máy này ở chỗ này hay chỗ kia mà là mình PR cho cái shop đấy nhé. Đây là hoàn toàn là anh em nhờ, anh em kiểu bảo là muốn mua ở shop này, muốn mua ở chỗ kia ấy, nhưng mà vẫn kiểu là không chắc chắn đấy, không chắc chắn về về cái hàng mà gửi về cho người ta ấy, thì anh em nhờ gửi hàng về cho mình test cho nó chắc chắn thôi. Có nghĩa anh em nào muốn yên tâm thì mang gửi máy về cho mình thôi, chứ không phải là mình tự ý làm lấy ở chỗ này lấy ở chỗ kia cho người nhờ mình ấy. Cho nên là các bác nhiều khi các bác hiểu nhầm, nó đau đầu lắm. Rồi ok, chào các bác.